Tiểu phẩm tôi đã hiểu rồi, về già mong ước điều chi, sống vui sống khỏe quan thị hiếu chung, vậy nên ăn uống mình cùng, thói quen luyện tập vui trong tuổi già. Đó là nội dung tiểu phẩm tôi đã hiểu rồi, sáng tác tự nhiên do câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Ngọc Vân thể hiện. Sau đây là bản phân vai Trần Dung trong vai mẹ chồng, Minh Hảo trong vai con dâu, Kim Hồng trong vai cán bộ tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Ngọc Vân. Tiểu phẩm xin được bắt đầu. Phần làm dâu không phải làm tròn. Mẹ bị mắc bệnh huyết áp tiểu đường,
thì mẹ cũng ăn bàn mà. Hai mẹ cũng ăn cái gì tốt mẹ không thích thì mẹ không ăn. Như vậy thất gì đổ thất ra hoa lửa. Thôi, chị không phải dạy khôn thôi. Đừng có cái kiểu chứ khôn hơn mình. Bằng này cưới đầu rồi thì làm gì phải kiêng thẹn cho nó khổ. Chị nó có số. Thôi thôi, con dạy mẹ rồi, con chịu mẹ rồi. Con đi vào nấu cơm trưa đây. Cùng các đệ sẽ rất vui và
hiểu là con mừng lắm rồi. Dạ ơi, tới đây mình tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cháu sẽ mời cả bà mà em cùng đi đến sự và kể lại câu chuyện vừa rồi. Biết được mình lại được giải ấy chứ. Con ơi, tới đây mà đi huyện, con cho mẹ lên huyện một lần cho biết huyện con nhé.